Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sỹ Kẹo nha. Ui, đấm gì mà ghê vậy hả? Úi dồi em ơi, solo không em? Úi dồi ôi thanh niên, chạy đi em. Đúng rồi em, chạy đi em. Ok, vậy là mình đã có được mạng đầu tiên ở trong cái ván đấu này. Và ngày hôm nay trong cái video này thì anh em có thể thấy là mình đang mặc một cái bộ trang phục nó khá là chất chơi người rơi. Thì đây nó là cái bộ trang phục hình thỏ nha mọi người. Đó chỉ là có một cái hình con thỏ ở trên cái bộ trang phục mà thôi. Nói chung là nhìn cái bộ trang phục này tôi thấy là nó khá là giống đối với những cái bộ quần áo đi ngủ nha em ạ. Đó kiểu như là hoa hòe, rất là giống mấy cái bộ quần áo mà mấy bà mấy mẹ Việt Nam hay mặc. Đấy, cái bộ này đúng chuẩn là cái bộ hay mặc ở nhà rồi nha em ơi. Ok, và anh em có thể thấy là trong cái ván đấu này còn lại là 29 thanh niên nữa. Rồi nha mọi người, mình sẽ từ từ chạy và đi kiếm từng đứa một luôn. Hello anh em, hiện tại thì ở trên này Kẹo chưa có thấy ai cả luôn. What the hell? À, một thằng lái xe chạy. Hay lắm em ơi. Ui, chỗ này là nó chạy mất hút rồi nha em ơi. Khá là khó có thể kiếm được đó. Phía dưới đang có một đứa nữa. Để coi, à đây à. Chạy qua nhìn mọi người, sao phải ngại. Ok, Kẹo sẽ chạy qua để cứu nó luôn. Ui, căng vậy. Em ơi, bắn gì mà căng vậy hả? Anh sẽ quần móng cái đã. Let's go, và qua luôn nào nha em ơi. Ui, bạn ơi, bạn đang đứng chỗ nào vậy hả? Ê, mình chưa thấy bạn đâu luôn. Ở phía sau trụ điện hả em? Úi dồi, ăn no lịu nhà em ơi. Ơ kìa, what the hell? À, kia hả? Úi dồi em ơi. Thằng nào chạy xe nữa vậy? Căng, căng, căng. Ui, có tận 2 xe cả. Như vậy mọi người, các bạn xuống hết xe anh bảo này. À, đậu xanh. Chạy hả em ơi. Ui, chạy hả em ơi. Ok, chạy ra đi em ơi. Đã xong nhá. Vậy là mình đã có được mạng thứ hai ở trong cái ván đấu này. À kia, đang còn một thằng nữa. Nó vừa chạy vào trong nhà gỗ à. Rồi nhá, để qua luôn. Chơi nó luôn. Ok, và mình sẽ rút thêm đồ cái đá. Rồi nhá. Ok này, vừa đổi qua luôn khẩu Sky nha em ạ. Hello bạn ơi, bạn đang ngồi trong nhà gỗ hả? Phải không vậy? À đây. Úi dồi em ơi. Úi dồi em ơi. Và đá xong nhá. Ok nha em ơi. Và mình đã có thêm được một mạng nữa. Và nâng cái điểm hạ gục lên thành 3 mạng. Trong này không có gì cả anh em ơi. Thừa nòng súng 3 nên là mình vừa vứt ra ngoài anh em ơi. Ok, và để coi nào. Bây giờ là đã tương đối đầy máu rồi nhá. Ok, và để coi nào. Lên xe luôn mọi người ơi. Rồi này. Uầy, còn lại có 17 thanh niên nữa thôi anh em ơi. Cố gắng chơi và kiếm lấy top 1 luôn nhỉ. Mình sẽ chạy xe lên cái phía trên này. Hiện tại là chưa thấy ai đâu cả này. Rất là vắng anh em ơi. Ui, lại thêm một bạn nữa phải ra đi. Và số lượng người chơi bây giờ còn lại là còn có 16 thôi anh em ơi. What the hell. Công nhận là các ông kêu nhau nhanh thật. Đến tôi là cũng phải nể các ông luôn. Đây, mình đang chạy xe lên phía cổng trời. À, có một thằng bắn xe mình mọi người ơi. Kìa kìa, nó ngay phía dưới. Em ơi, chạy đâu vậy hả em ơi? Ui, lên bảng đánh số luôn nhé. Đã xong. Và với việc cứu bạn này thì mình không mất một chút máu nào luôn anh em ơi. Ngoài ra thì lại có cả lượng thêm được túi thương nữa. Quá ổn. Ui, anh em nghĩ xem là Kẹo bây giờ nên chạy theo cái hướng nào nhỉ? Tôi kệ đi mọi người ơi. Chạy theo hướng nào cũng được, miễn là có người thì chúng ta sẽ có thêm mạng mà thôi. Ở đây thì sao nhỉ? Wow, mình sẽ cố gắng tìm ra được vị trí của 14 thằng còn lại. Vắng quá cơ mọi người. chỗ này thì sao? Vẫn chưa có ai cả. Mặc dù là tôi đang chạy xe một cách rất là cục xúc. Với nhân vật Misa thì cái tốc độ lái xe của mình bây giờ nó đã lên đến là tầm khoảng là 150 km/h anh em ơi. À đâu, nó gần lên 160 km/h anh em ạ. Đây là đang lên dốc nên là vận tốc của nó sẽ giảm đi một xíu nha. Tôi nhớ không nhầm là có lần tôi test nhân vật Misa của tôi thì khi mà lái chiếc xe này tốc độ tối đa có thể đạt được đó là 171 km/h. Vì là nhân vật Misa của mình đã nâng cấp lever, mình nhớ không nhầm là nó là lever 5 anh em ạ. Tăng tốc lái xe lên đến là 12% cơ. Uầy, 12 người trận hả? Ok. Chạy nãy giờ nhưng mà chưa kiếm được thêm một thằng nào nữa anh em ơi. Đấy, lao xe rất là nhanh cho nhau mọi người ơi. Nếu mà xuống dốc thì nó lại còn đạt cả vận tốc là 200 km/h ấy chứ. Đấy ok, anh em thấy xe chạy khủng không ạ? Nó chạy lên đến đó là 175 km/h luôn. Quá căng phải không mọi người? Ồ, ngoài này tôi tưởng là thính, thì ra nó chỉ là một chiếc xe motor truck. Thế nên là mình sẽ chạy qua chỗ khác nhau. Chạy xe này đang ngon, đổi qua motor truck để làm cái gì vậy hả anh em? 11 thằng nữa cả, ok. Bây giờ là còn lại có 10 đứa này. Uầy, phải công nhận là mấy ông giết nhau nhanh thật. Lối này thì sao nhỉ mọi người? Wow, cơ bản là Kẹo không thấy ai cơ. Nên là nãy giờ Kẹo toàn có chạy xe lượn lờ linh tinh. Đơn giản là vì muốn kiếm thêm thật là nhiều mạng để cho anh em xem. Mà càng chạy thì càng không thấy người đâu. Không hiểu tại sao. Chắc là kiểu như là mấy ông này toàn chơi thủ nhái hết cả rồi. Chúng ta sẽ phải chờ đợi cái vòng bo nó nhỏ hơn nữa thì may chăng kiếm người mới dễ hơn được. Uầy, rồng kìa mọi người. Chạy xe theo rồng một xíu nhỉ. Ui, ở trên cái khu cổng trời này thì nó cũng khá là cao. Thế nên là anh em nhìn con rồng nó rất là kỹ luôn nhá. Mấy khu này thì nó thấp hơn cổng trời nhiều anh em ơi. À và bây giờ thì tôi đã biết là tại sao khu cổng trời người ta lại gọi là cổng trời rồi. Úi dồi ôi em ơi, xuống xe em ơi. Vẫn chạy hả? Em ơi, xuống xe đi em ơi. Ok, anh bảo rồi, anh nói rồi mà đâu có chịu nghe. Bảo là xuống xe thì may chăng là anh còn tha cho, chứ còn là cứ chạy mãi thì anh sẽ kêu luôn nhá. Ok, rút đồ từ thanh này cái nào anh em ơi. Uầy, khá là nhiều đồ ngon đấy chứ. Mình sẽ lượm thêm từ từ mọi người ạ. Ok, vậy là mình đã có được 5 từ cứu thương. Tôi nghĩ là 5 từ cứu thương cũng khá là ổn nha em ạ. Tầm đó là vừa rồi nhá. Wow, bây giờ là còn lại 9 thằng nữa này. Nhưng mà hiện tại thì Kẹo mới chỉ có cho mình được là một cái giáp lever 2 thôi. Giáp Sida quá cơ nha em ơi. Nên là để coi có chỗ nào có cái nâng cấp giáp hay không, hoặc là có giáp mới thì mình sẽ lượm luôn nha. Đây, có tính nào mọi người? Anh em nghĩ là có giáp chống nổ không ạ? Uầy, giáp 3 với lại của ra cũng quá là tuyệt vời rồi nha em ơi. Lên xe cái nào. Mặc dù là xe hơi nát một xíu và chạy có cả bốc khói, nhưng mà tôi nghĩ là chạy xe này nó cũng khá là ổn nhá. Đơn giản là vì nó chạy nhanh và mình có chơi Misa nữa cơ mà, nên là lái xe này rất là thích luôn nha. Ok, vậy là trong ván đấu này còn lại là 6 đứa nhá. Để coi xem là 6 thằng còn lại đang ở cái vị trí nào trên bản đồ. Mình sẽ chạy xe lên phía trên này coi nào. Uầy, không thấy ai cả. Từ từ mình sẽ kiếm người coi nào. À đây, như là trong nhà có người mọi người ơi. Úi dồi ôi, em ơi, headshot luôn rồi nhé. Đáng lòng cho em. Đây, và anh em có thể thấy bây giờ trong cái ván đấu này còn lại có 5 người chơi nữa mà thôi. Chuẩn bị lại sắp top 1 rồi nha anh em ơi. Và cơ hội chiến thắng của Kẹo hiện tại đã lên đến đó là bao nhiêu % đây? Wow, cơ hội chiến thắng của mình giành lấy top 1 thì nó còn chưa đến 20% nữa cơ anh em ơi. Thế nên là chúng ta sẽ phải cứu thêm mạng thôi. Uầy, bây giờ chính thức là cơ hội chiến thắng của mình đã lên đến 20% rồi nha các bạn. Để coi ở đây có ai không nhỉ? Đang rất là vắng mọi người ạ. Tôi chạy ngay ở cái sườn đồi nhưng mà thật sự là chẳng có thấy một ai luôn. Anh em có thể thấy là vòng an toàn nó đang thu lại. Mình hiện tại đang có là 7 mắt xem này. Đang cố gắng lượn lờ để kiếm người coi. Nhưng mà có ai đâu. Uầy, một thanh niên đã bị hạ. Chắc là bị hạ vì bo hay là bị hạ vì M79 các bạn ạ. Còn 3 thằng nữa này. Rồi nha. Để coi là 3 thằng nữa đang ở đâu. Úi dồi ôi, vắng quá nhỉ mọi người ơi. Còn lại có 3 người nữa thôi ạ. Mình sẽ chạy xuống phía dưới để coi. Tại sao vậy? Mình chạy xe đang rất là cục xúc nhưng mà không thấy một ai cả luôn. Buồn quá mọi người ơi. Còn lại có 3 thằng thôi mà. Mệt mỏi ghê vậy. Hello, người này có ai không vậy? Đi đâu cũng phải hello xem là có người hay không. Nhưng mà thực sự là chẳng có ma nào nó chạy ra cả nha mình. Vẫn rất là vắng nhá. Ok, mình sẽ chạy lại cái khu này coi. Chạy lại một lần nữa coi. Các bạn là vừa có thính mới rơi nên là tôi nghĩ là sẽ có người đến lượm mà thôi. Ồ, có xe mới này anh em ơi, đổi xe mới này ngon. Wow, xe này còn mới 100% luôn. Chạy rất là đã luôn nha mọi người. Hello, có ai ở ngoài này không vậy? Bây giờ thì cả đã có xe mới chạy để đi xanh người rồi nhá. Uầy, trong này là UAV. Ồ, một đứa ở ngay phía trên. Để coi nào. Hello bạn ơi, bạn đâu vậy? À đây à? Úi dồi em ơi. Lên bảng điểm số luôn này. Thế là xong. Ồ, còn một đứa đang ở phía trên kia nữa. Ok mọi người ơi, nó đang tiến lại gần phía mình. Bình tĩnh nào anh em ơi. Lên xe cái nhỉ. Kìa kìa, hình như là nó đang ở ngay cạnh tháp rồi mọi người ơi. Phải không vậy? Ồ, chưa thấy nó các bạn ạ. What the hell. Chắc là nó đang đứng sau gốc cây anh em ơi. Ồ, căng. Em ơi, làm gì mà căng vậy hả em? Anh thấy chú rồi nhá. Đây, từ từ mình sẽ bắn nổ thùng dầu cái đã. Quay ném lộn lựu đạn. Ok, đã xong. Chạy lên một cách vô cùng an toàn. À kia, nó kia mọi người ơi, đang ở sau gốc cây hồi N. Ui, sẽ căng vậy hả? Ui anh em ơi, căng nhỉ. Thế là hiện tại thì Kẹo chỉ còn lại có 17 máu mà thôi. Mình sẽ quần máu nhanh thôi mọi người ơi. Ok. Ui, bo lại đang thu nữa kìa, căng vậy. Chúng ta sẽ phải nhảy xuống thôi mọi người ơi. Nhảy luôn. Đây, chạy bộ vào bo luôn nào. Căng rồi nha. Ui nha em ơi, bo cắt máu đau quá mọi người. Ui, không sao cả. Hiện tại thì mình đã chạy vào được trong cái vòng an toàn rồi nhá. Mình sẽ kiếm chỗ nào để ngồi bơm máu tạm cái đã. Ok, ngồi bơm máu tạm ở đây nha mọi người. Ui, thằng kia chắc là đã bị hạ vì bo rồi. Bây giờ sẽ là cuộc chiến 1v1 giữa mình và thanh niên còn lại ở trong cái ván đấu này. Ok, cuốn chất đầy máu luôn. Chơi game cho tự tin các bạn ạ. Úi dồi ôi, thế là hiện tại thì Kẹo chẳng còn lại cho mình túi máu nào để dự phòng luôn. À kia à? Ok, gốc cây kia hả em? Gốc cây 30 độ nhá. Ui, bắn nhau không em ơi? Lò cái đầu ra em ơi. Úi dồi ôi, đau chưa? Vâng, cần nhân gấp luôn ạ. Anh em ơi, chuẩn bị lại nhảy để ăn mừng chiến thắng nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.